mọi người có nghe không? Chỉnh lo lên. Cái cục wifi ngay này luôn mà sao yếu là sao ta? Trần Mỹ Duyên ơi, chị đây. Gọi tên nha. Hai, mọi người vào nhiều chưa? Mọi người có đang online không? Lâu quá không có livestream. À, tôi là Trang Bầu. Cái tên ngày xưa. Hơi mờ bót ơi. Mờ hả Mỹ Duyên? Rõ không? Rõ chưa? Rõ không em? À, nói chị nói nghe rõ không? Với lại nhìn mặt chị rõ không? Chào Michael. Michael L gì đây? Chào Nguyễn Thị Bích Ngân. À, rõ chưa Trần Thị Mỹ Duyên? Rõ không em? Vẫn nhìn mờ hả Duyên? Chắc là do mạng yếu á. Phương Lê, boss nhà mình xinh thế. Thank you Phương Lê nha. À, hôm nay mình sẽ tám trước. Mình tám xong rồi sau đó mình sẽ chơi game nha các bạn. Tám xong đi rồi chơi game. Cho các bạn vô nhiều nhiều với xe nhiều nhiều đã. Các bạn nào cần tư vấn về các sản phẩm không? Đây là một một chị mang nguyên một đống sản phẩm lên. Để bạn nào còn tư vấn gì không? Sao bình luận không chạy lên nè. Comment không chạy lên. À, nói nhỏ họ lên lên. Nghe lớn cho em. Rồi chị chỉnh hết. Hết âm lượng rồi. Rồi rõ rồi bot. Mời bot ơi. Chị yêu Phương Ngân Hiền. Hai em. Quang Phong. Thôi giờ gọi tên nha. Ai mà chị chưa gọi tên thì vô comment cho chị gọi tên nha. Hai mọi người. Mọi người tối nay có đi chơi đâu không? Đi uống cà phê hay đi chơi đâu không? Giờ đẹp gái rồi bố. Bố đẹp sẵn rồi Duyên. Bình luận không chạy lên. À, Nemi hi chị. Chị ơi nói chuyện dễ thương. À, thank you Lê Thị Hồng Thủy nha. Do cái comment nó không chạy lên á, hoặc là chị nhìn không kịp á nên chị cứ kéo lên. Càng ngày càng xinh. À, cảm ơn Suri Fan. Montina, thank you em nha. Thì Linh ớt ơi, ngày mai nhớ gửi hay. Ờ, thì Linh bán dạo này bán hàng được không em? Lê Thị Hồng Thủy, chị xinh quá. Thank you Thủy nha. Quang Phong xinh quá chị ơi. Thank you Quang Phong nha.
Phải mang nguyên cái ca nước này, ly nước này lên uống để nói chuyện với mọi người. Tiếp năng lượng. Quá đẹp gái, thank you Vy Vy. Quá xinh lung linh, thank you Hé Hương. Mai Hola, thank you em nha. Chào Hồng Quân nè. Hello chị đẹp. Hi Trần Hương. Mưa to lắm boss. À, em ở đâu Vy Vy? Em ở Đồng Nai đúng không? Ở trên, chị đang ở trên quận 9, không có mưa. Sưng ngố xinh đó, thank you sưng ngố. Đang bận ngắm gái đẹp khỏi đi đâu. Em mê gái hay là mê trai vậy mỹ duyên? Mạng yếu không xem được bot ơi. Ủa à, Laura Thương, mạng ở chỗ Thương yếu hay là bên Trang yếu vậy? Trang cũng không biết nữa, bên Trang ngay cái cục wifi luôn mà sao nó kêu yếu cũng không biết. Chị xinh quá hà, thank you bà Trang. Bot như búp bê. Thank you Nguyễn Thị Thu Thảo. Nguyễn Thị Thu Thảo, em cũng như búp bê mà. Chị nói chuyện dễ thương quá. Cảm ơn Quyên Oppy nha. Xíu inbox em nha chế. Ok thì lên. Chị không đi chơi à, hôm nay chị là lâu rồi chị không có live stream á. Nay chị live stream để nói chuyện với các bạn. Với lại sẽ các bạn muốn tư vấn gì á, chị sẽ tư vấn, nói chuyện tâm sự nè, rồi mình tư vấn về sản phẩm, rồi mình sẽ chơi game cho các bạn nhận quà, share cái live stream này rồi nhận quà. Mai Hoa ơi, nói nhỏ hả chị? Chào chị đẹp, chào Linh Barbie. Linh Barbie tối không đi chơi hả em? Em búp bê bị lỗi. Nguyễn Thị Thu Thảo, lỗi đâu, chị có thấy lỗi đâu. Nay sinh ra phết. Chị đẹp gái, cảm ơn Kiều Môn Trân nha. Bót đáng yêu, cảm ơn anh Như Sally. Nhìn thấy phụ nữ mà lòng thấy cô đơn quá. Hồi giờ mới nghe câu đó luôn á. Nhìn thấy mà tự nhiên cô đơn, thà không thấy mình mới cô đơn chứ. Giọng nhỏ nhẹ dễ thương ha. Không, cái giọng của chị là giọng địa phương á. Tại vì chị là ở Phú Yên cho nên giọng địa phương, cho nên nhiều lúc á chị nói chuyện chị cũng không có tự tin lắm. Tại vì giọng mình không có chuẩn lắm. À, Liên Lê, thank you Liên Lê nha. Tòng Mary, hi Tòng Mary. Ở nhà ngắm chị, em không có thời gian đi. Rồi, ở nhà ngắm chị nha. Hẹn tháng 11 này mọi người chúng ta cùng gặp nhau. Hi chị. Mọi người ơi, thả tim đi. À, có muốn Trang tư vấn gì không nào? Tư vấn về sản phẩm gì cũng được. Các sản phẩm bên Thanh Trang á, mọi người có thắc mắc gì không? Phú Yên chỗ nào Công Dương? À, Phú Yên ở huyện Tuy An, xã An Hiệp, thông Phong Phú. Không nghe gì hết à? Ủa Lệ Giang Nguyễn Thị, sao em không nghe hả? Chị mở hết âm lượng luôn rồi. Đỗ Đức Trọng, không có phụ nữ nên cô đơn em. Vậy thì đành chịu thôi nè. Hi Bot, chào bé Phương. Hóng tháng 11. Quang Phong à, hệ thống mình cũng có một vài nhân, một vài đại lý nam đi tham dự đó. Các bạn nam cố gắng phấn đấu lên nha. Phấn đấu lên rồi tháng 11 mình được
gặp dàn hot girl thanh trang. Combo chị mùng đi chị thì Linh hả? Nói về cách trị mụn đi chị. Kim Châu nói về cách trị mụn đi chị. Sao lại không like trực tiếp vào điện thoại luôn ta? À, tại vì chị không thích like trực tiếp vào điện thoại. Like vào kiến cho nó tự tin. Các sản phẩm gì dùng mà có người yêu lên không em? Có anh, sản phẩm bên Thanh Trang đó, anh dùng anh đẹp trai lên là tự dưng là có người yêu thôi. Gái theo bài bày luôn. Anh có vấn đề, anh Đỗ Đức Trọng, anh có vấn đề gì về mụn, thâm nám, sẹo rỗ hay là tàn nhang gì không? Anh cứ sử dụng Thanh Trang đẹp trai lên là em đảm bảo có gái theo liền. Em chào chị. Chào em sướng sơ, sớm sương. Đọc mà cũng đọc ngược nữa. Gặp khỏi muốn về là bắt đền. Quang Phong ok, gặp khỏi về luôn. Tại vì dàn hot girl Thanh Trang miễn chê luôn. Chào Trăng Mỹ Hà nha. Dê lì không bung. Em muốn tìm hiểu thêm. Trang ơi, em cho chị hỏi sao khách chị bôi thuốc mà bị sưng da. Cho ngưng bôi thuốc đến khi hết sưng. Bôi thuốc lại da vẫn sưng. Bôi lớp mỏng cũng sưng. Cứ ngưng là hết mà bôi là sưng. À chị Lan Nghiễn, chị cho khách ngưng cho đến khi hết sưng. Hết sưng hẳn luôn đi. Rồi chị mới cho khách bôi lại một ngày một lần. Giống như mình bôi nước qua hoặc là hai ngày một lần thôi. Lướt qua để cho da quen dần. Tại vì da khách đó quá nhạy cảm. Mình bôi lướt qua thôi, giống như là mình bôi cho có vậy đó, để cho nó quen dần đó. 2-3 ngày một lần cũng được. Phạm Thị Phú, chào, chào Phạm Thị Phú. Chị xinh đẹp. Hi, thank you Hà em. Đúng rồi, Đỗ Đức Trọng sao đẹp trai không ăn thua anh. Em thấy bây giờ trai đẹp có quyền lắm mà. Có quyền quen nhiều gái lắm mà. Chị cười đẹp. Cảm ơn sướng so sớm sương nha. Tên em bị nhầm hồi luôn. Chắc kiểu này chắc đổi tên đi đó. Vinabo, chào chị. Chào Vinabo Nguyễn Hoàng. Hà B, chào Hà B. Người ta nó muốn có gái sắc thì phải. À, Đỗ Đức Trọng đúng rồi. Con gái thì đối với người ta sao thì em không biết. Đối với người ta là có thể là thích trai đẹp. Nhưng mà đối với em thì oh no. Em trai đẹp thì em thích. Đúng là có thích thật, mình không có dối lòng. Trai đẹp thì mình vẫn thích, ai mà con gái nào mà không thích trai đẹp. Nhưng mà đối với em điều đó thì nó không quan trọng lắm. Mình thích chứ không phải là mình yêu. Tại vì thường trai đẹp người ta có nhiều sự lựa chọn. Và người ta có thể nói là người ta hơi chảnh nữa. Cho nên là mình không có cửa. Nên bởi vậy mình không có yêu. Cảm ơn em, chị sẽ nói khách. Dạ, chị Lan Nguyễn. Sao nghe nhỏ lắm bốt? Ờ, Trần Mỹ Duyên. Nhỏ hơn em. Ờ, để chắc chị cố gắng chị nói lớn hơn. Tại vì cái điện thoại chị đã hết âm lượng luôn rồi. Em chào chị nhé nhé. Hà em, chào em lần hai. Mạng bên em cứ quay tròn tròn hết trời, bé Hiền. Tiếc vậy, không có thấy chị.
Chị xinh quá. Cảm ơn Vinapo nha. Em cũng xin hệ thống thanh trang. Chị thấy sau khi mà mọi người, lúc mà mọi người gửi cái hình mà qua để tư vấn đó, chị mụn thâm nám đó, là nói chung là không có ai được đẹp hết. Nhưng mà sau khi sử dụng thanh trang xong thì hầu như là 10 người đẹp hết 10 người luôn, thành hot girl hết trơn luôn. Nhóm chị cũng vậy. Chị không có tự tin là hot girl, nhưng mà hồi xưa kia chị bị mụn á, chị rất là xấu, rất là tự ti với nhan sắc của mình. Nhưng mà bây giờ thì cũng tự tin rồi, cho dù là mình còn thua nhiều người nhưng mà mình vẫn tự tin. Chị đẹp quá đi thôi. Hiền Minh, cảm ơn em nha. Hai Ngọc Hình hot. Hai Ngọc Hình, mạng yếu quá không xem được. Nguyễn Thị Hồng Quỳnh ơi, chắc là nếu mà không xem được chắc phải xem lại rồi. Thôi thì lát nữa cứ share live stream đi. Thôi cứ share live stream đi rồi lát nữa comment nhận quà ha. Trong tay không tiền thì mấy ai thương, nghèo khổ tí mới có yêu thật sự. Đúng rồi, con gái á, em nói con gái người ta không có quan trọng anh Đỗ Đức Trọng. Con gái người ta không quan trọng người đàn ông đó xấu hay đẹp, hay là giàu hay nghèo. Đương nhiên là ai cũng phải thích mình nói thật lòng, mình không có nói dối trá, thì ai cũng thích, con gái nào cũng thích cha giàu cha đẹp. Nhưng mà cái đó là thích, không phải là thích là được. Bởi vậy là người con trai không cần giàu đẹp, mà miễn là có chí hướng, có quyết tâm là được rồi. Có chí hướng làm ăn, phấn đấu, chứ không phải là cứ lười biếng thì con gái nào thích. Chị nói chuyện dễ thương quá, cảm ơn Trung Thành nhé. Quá xinh quá Thiên Ngân. Hai, cảm ơn Thiên Ngân. Bắn tim gãy tay rồi chị. Vina bắn tim gãy tay hả? Chị đền cho, cứ bắn tiếp tục đi em. Úi xinh gái thế Nguyễn Nam. Cảm ơn Nguyễn Nam nha. Phạm Thị Phú, cho em hỏi bớt như tuổi rồi. Em đón thử Phú. Phạm Thị Phú, em đón thử chị bao nhiêu tuổi ha? Comment đón thử đi. Nếu mà chính xác có quà nha. Chuẩn luôn chị Phương Ngon Hiền. Cho chị một like. Mình ơi chị này hả? Nguyễn Nam. Mình ơi chị này hả? Nghĩa là sao? Em gái sinh bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Đỗ Đức Trọng, anh đón thử đi anh. Đón thử đúng không? Chị ơi, em hỏi chị xíu nha. Ừ, em hỏi đi Minh Thủy. Hỏi đi, chị trả lời cho. Chị ơi, khách của em bôi thuốc hơn tuần rồi mà không có hiện tượng gì hết, phải làm sao? Em hỏi khách lại là khách bôi một ngày mấy lần nha em. Nếu nhiều khách á, một ngày bôi có một lần, hai lần thì mình cho tăng lên 2-3 lần, 3-4 lần một ngày. Tối đa là 3-4 lần một ngày. Và nếu mà da khách mà đã sần hoặc là nhám, sần nhám hoặc là khô thì nó cũng chuẩn bị bong rồi. Còn nếu mà chưa bong nữa, bôi thuốc nhiều mà không khô, không hiện tượng gì nữa, thì mình cho khách chườm đá trước khi bôi thuốc. Mỗi ngày mình chườm 1-2 lần trước khi bôi thuốc. Chị ơi, em muốn đẹp như chị Nguyễn Nam. Ủa, em con trai hay con gái mà muốn đẹp như chị? Chị thấy hình như Nguyễn Nam là con trai mà ta. Cái này để xem lại nha. Nhỏ quá nghe không được Trang à. Ủa, Lệ Giang Nguyễn Thị không nghe được hả? Hình như mọi người vẫn nghe được mà ta. Bạn dặn cái, bạn chỉnh cái âm lượng lên thử. Sao mà chị đẹp dữ. Chị em với xin kêu. Chị em hả? Giờ em muốn đẹp cái gì đó. Chứ chị cũng, em nói chung chung chị cũng không biết. Môi, mắt, mũi, miệng hay là da hay là dáng hay là như thế nào. Con gái đẹp và giỏi như boss mới cầm lái được đàn ông này. Không có đâu Ngọc Hinh à. Tại vì người ta nói
đàn bà như là gì đó 12 bến nước gì đó, bến biết bến nào đục bến nào trong. Nhiều lúc đó, người xinh đẹp, em nghe, nghe câu nói không, người xinh đẹp, phụ nữ xinh đẹp giỏi giang không bằng phụ nữ may mắn. Nhiều người không có tài không có sắc nhưng mà người ta rất cực kỳ hạnh phúc khi mà lấy đúng người đàn ông. Bố ơi cho em hỏi bí quyết làm gái đẹp đi. Chị cũng sợ em luôn á Duyên à. Giờ em muốn đẹp như thế nào? Hai mươi lăm tuổi Phạm Thế Phú. À, 25 tuổi là em bị ghét cái like cái. Ủa sao cái wifi của nhà chị ở ngay chỗ này luôn mà sao tự dưng nó cứ mạng yếu là sao ta? 25 tuổi là sai rồi nha Nguyễn. Người ta sai hết rồi, 25 tuổi là sai rồi Phạm Thị Phú. Rồi có mấy bạn nói chị là à bố sinh năm 90, Nguyễn Hồng Vinh đúng rồi. Chia sẻ làn da đẹp như chị đi chị ơi. À, để có làn da đẹp thì trước tiên mình phải không có mụn. Mình không có mụn thì mình mới có thể là chăm sóc dưỡng da được. Thì trước tiên mà mình muốn trị mụn thì hoặc là rổ thâm nám thì các bạn cứ sử dụng sản phẩm là chuyên thảo dược chuyên trị mụn rổ thâm nám của Thanh Trang. Thì sau khi mà các bạn kiên trì xài, ai đẹp ai da nhanh hấp thụ thì có thể xài 1 tháng 2 tháng thì da đẹp rồi, ai chậm thì 2 3 tháng 3 4 tháng có thể là dài hơn. Do những cái da đó là quá chậm hấp thụ thuốc hoặc là quá chai lì không có khó hấp thụ thuốc thì hơi lâu, còn đa số là 1 2 tháng là đẹp. Thì nếu mà da các bạn khi mà đẹp rồi thì các bạn sẽ dưỡng, thì bên Trang thì có luôn những cái sản phẩm dưỡng. Nói chung là về mà cái sản phẩm mà trị thiên nhiên, trị mụn thâm nám, xèo rổ bên Thanh Trang thì là theo Trang được biết và hầu như Trang cũng sử dụng qua rất là nhiều loại thì Trang thấy cái sản phẩm bên Trang là hiệu quả nhất, cho nên Trang mới chọn cái sản phẩm đó mình để mới kinh doanh tới bây giờ luôn. Và tất cả các đại lý bên Trang cũng vậy. À, người ta cũng đã từng sử dụng đi da liễu, spa rồi là trị bằng tất cả các phương pháp mà không có hết thì người ta mới tìm được đến cái sản phẩm bên Thanh Trang. Khi mà người ta sử dụng rất là ok, rất là hiệu quả ngoài mong đợi thì tất cả những bạn đó đã cùng Thanh Trang kinh doanh luôn cho đến bây giờ. Cho nên là khi các bạn có làn da đẹp rồi thì các bạn bên Thanh Trang cũng đáp ứng luôn nhu cầu của các bạn mà muốn da trắng, da mịn, căng bóng thì bên Trang sẽ có là mặt nạ tinh dầu để đắp dưỡng da nè, rồi kem B2 để đắp để bôi lên mỗi mỗi tối để cho da của các bạn căng bóng mịn trở lại. Sau khi mà các bạn tái tạo, sau khi các bạn chữa bệnh xong thì các bạn phải cần da phải cần được chăm sóc dưỡng lại thì bên Trang cũng có luôn. Còn về da body thì bên Trang cũng có là nạ body rồi là sữa tắm cao cấp rồi là kem body, nói chung là bên Trang có đầy đủ các cái sản phẩm về da. Nếu mà các bạn cần tư vấn da thì bên Trang rất là ok về cái sản phẩm về da. Em xài thuốc được tầm 2 tháng rồi, bây giờ mặt em còn thâm hai bên má, em đang xài kem dưỡng nè chị. Vậy bây giờ em chỉ cần thoa kem hay có cần phải xịt thuốc nữa không? Em đang xài kem dưỡng gì Minh Thùy? Minh Thủy, em xài B2 hả? Nếu mà em thường á, các bạn còn bị thâm, các bạn có thể chấm thuốc lên da, lên những chỗ thâm thôi. Buổi tối các bạn đắp tinh dầu và mặt nạ B1, rồi các bạn đắp 30 phút, các bạn rửa mặt đi, các bạn bôi B2 lên một lớp mỏng lên thôi, rồi sáng mai các bạn rửa đi rồi các bạn chấm thuốc vào những chỗ mà bị thâm thì như vậy thì nó lại nhanh hết hơn, nhanh hết thâm hơn là mình bôi kem không hoặc là bôi thuốc không.
Khách em mới bôi thuốc được 4 ngày mà sưng đỏ, bong da, khô lắm. Mà dùng sữa tươi với chanh đắp trường đế không biết. À, tại vì mấy ngày nữa mới hết. Da nhanh thì 2 ngày, 1-2 ngày nữa hết. Da chậm thì tới mấy ngày chưa được. Nói chung là không có được 1 tuần đâu, chứ mà cũng da chậm cũng mấy ngày đó nó sẽ hết. Thì em cho khách tăng lên, ví dụ như là đắp sữa chua không đường với chanh, hoặc là trường đá tăng lên. Lại thẩm Boston 589 là sai rồi nha em, rớt từ vòng giữa xe rồi. Chị Kim là sinh năm, chị Kim sinh năm 91 rồi, rớt luôn. Bót mới 13 tuổi rồi. Chồng thì Mỹ Duyên em đầu rồi chắc rồi. Đồ Đức chồng 95 không có đó, anh em 90 rồi. Nhưng con gái không nhìn được những điều đó vì nó không được bày ra trước mắt, nó ẩn bên trong con người. Ủa nó ẩn nhưng anh phải có cách để cho người ta hiểu chứ. Nếu người ta không hiểu thì mình đâu có trách người ta được. Chị cho em đẹp như chị đi hàng trần. Rồi em muốn đẹp, đẹp về cái gì? À, da hay là dáng hay là mắt hay là mũi hay là tai miệng gì đó. Thiên Bình chị 23 tuổi không có đâu em, chị sinh năm 90. Chị cách sử dụng sản phẩm hiệu quả đi chị. Nguyễn Hoàng, thì để mình sử dụng sản phẩm hiệu quả thì em phải nói cho chị sản phẩm gì, em bị gì, tình trạng da như thế nào, chị mới hướng dẫn được cụ thể. Bót đẹp quá Hoàng Hế, thank you Hoàng Hế nhiều nhé. Lâu quá mới thấy em comment, lâu quá không gặp em. Bót sinh năm 87 đúng không? Trần Thị Mỹ Duyên ơi, em biết cả tính không vậy? 13 tuổi mà sinh năm 87 em. Muốn có dáng vóc đẹp mình phải làm sao chị? À, muốn có dáng vóc đẹp thì nói chung là những cái kiến thức này có lẽ là mọi người cũng đã biết sơ sơ hết rồi. Nhưng mình vẫn, nhưng chị vẫn nói, tại vì cái đó vẫn là cái căn bản. Tại vì khi mà mình ăn mà với nhiều dầu mỡ hoặc là tinh bột hoặc là chất ngọt thì đương nhiên những cái đó nó sẽ tích tụ lại, nó tạo thành mỡ rồi. Cho nên là mình ăn trái cây nhiều tí, có thể là trái cây nó, mình chọn loại trái cây chứ nhiều loại trái cây nó cũng mập đó. Thì mình ăn trái cây, mình ăn trái cây sạch nè, mình rồi mình vừa đẹp da mà vừa đẹp dáng, rồi mình không hạn chế ăn khuya. Với lại mình nếu mà có thời gian thì mình đi tập gym. Và bên Trang thì cũng có luôn cái sản phẩm là tan mỡ bụng. Thì nếu các bạn có điều kiện thì các bạn thoa tan mỡ bụng lên, nó sẽ rất là ấm, nóng, thì nó sẽ đánh tan mỡ bụng cho mình. Nhưng mà sản phẩm bên Trang thì nó dạng tự nhiên thoa bên ngoài, cho nên là nó an toàn. Với lại nó chậm hơn là so với những cái thuốc uống. Thuốc uống thì nó sẽ hại hơn, nhưng mà nó có thể là nó nhanh, nó mạnh. À, Nguyễn Nam, các bạn đoán đúng hết rồi em ơi, nên là không đoán nữa rồi. Yêu bó trùm, yêu các em Mai Nhi. Các em nào hay xem ba chị đó, chị cũng biết. Tại vì nhiều lúc chị vô chị xem cái phần xe đó, thì những bạn đó chị cũng, nói chung là sao ta, nói chung là có ghi nhận. Tại vì các bạn cũng giống như các bạn cũng có tương tác, có nghe lời bót, nên là chị cũng ghi nhận những bạn đó. Chào Linh đi bớt Trang. Hai Linh Phương, mai mốt xuống live stream với chị nha Linh Phương, chịu không? Lâu không thấy chị. Thiện Mắng đúng rồi, lâu lắm rồi chị mới like lại. Vào trễ rồi, chào bót, chào Lê Ngân. À, khách đang dùng thuốc đến giai đoạn bong da phát hiện có bầu thì dùng. Ồ, có bầu bên mình, có bầu vẫn dùng được mà lại thẩm. Có bầu dùng bình thường nha em. Chỉ có những, tại vì sản phẩm bên mình là thiên nhiên hoàn toàn cho nên là không có sao hết á.
có bầu vẫn dùng bình thường. Nếu mà khách nào mà chuẩn bị sanh rồi thì nói khách để sanh luôn rồi dùng, sanh xong một tháng rồi dùng. Chứ vì người ta chuẩn bị sanh mà người ta dùng, nhiều người vẫn muốn dùng thì nó đang dở dang. Chị em mới tái tạo xong, mình nên dùng kem dưỡng gì để trắng hồng? Thì nếu mà em mới tái tạo xong, em muốn da của em khỏe, căng bóng, cung cấp được ẩm dưỡng chất, thì em tốt nhất là dùng bộ ba dưỡng. Bộ ba dưỡng căng bóng thì bộ ba đó gồm có tinh dầu mặt nạ B1, hai cái đó em trộn chung với sữa tươi để em đắp. Hai cái đó em trộn chung với sữa tươi để em đắp nha. Còn nếu mà em có điều kiện thì em dùng thêm kem, kem B2 đó em. Còn kem B3 là chuyên dùng để mà làm trắng da, nhưng mà cái kem B3 mình chỉ dùng khi mà mình ngưng thuốc, da khỏe rồi. Ví dụ em dùng hết cái bộ tinh dầu B1 với lại kem B2 xong chuyển với kem B3 thì ok. Còn nếu mà em không dùng cái bộ đó thì em muốn dùng B3 thì em phải đợi ngưng, đợi cho da khỏe lại em mới dùng được. Cho chị đi lấy cái đèn gì rồi cho nó sáng nha. Rồi. Chị ơi, cho khách chườm đá vậy có tác dụng gì chị? À, chườm đá là để cho da nhanh khô đó em. Tại vì da của khách khỏe, chai lì, dầu nhờn, cho nên là lâu hấp thụ thuốc, mình chườm đá cho da nhanh khô. Hoặc là nếu mà da nào chai lì quá nữa thì mình cho khách cạo lông mặt đi, cạo lông mặt rồi bôi thuốc lên nha, cho nó nhanh hấp thụ. Chị cũng hơi buồn vì các bạn sử dụng không kiên trì. À dạ chị Hình Nga ơi, tại vì mình nhiều bạn chưa có đủ tin tưởng thì mình cần phải cho các bạn đủ tin tưởng, hoặc là tư vấn cho các bạn, theo dõi các bạn. Hoặc là nếu mà khách nào mà không tin tưởng nữa thì gửi qua Facebook của em cho em tư vấn khách nha. Chị ơi, khách em bị mụn bọc đầu trắng đầu đen ẩn sâu dưới da, ẩn sâu dưới da, bôi thuốc đợt 2 tháng thì hết mụn bọc đầu trắng, bắt đầu bong da, nhưng mụn đầu đen giờ mới bắt đầu nổi lên nặng với lột gel đi spa. Nặng với lột keo đi spa mà không hết được đầu đen ấy chị. Cái mụn đầu đen là em cứ cho khách bôi thuốc vô trong mụn đó đi em. Bôi thuốc vô thì nó sẽ đẩy nhân mụn lên. Nó đẩy, mình bôi thuốc nó chưa kịp đẩy, mình cứ bôi cho nó đẩy nhân mụn, nó gom cái cùi lại á. Nó thấy rất là rõ, mình nặng rất là dễ ra luôn. Chào Thị Thảo Hà nhé. Chị Boston Nini Shop, thank you em. Da khách nam đang bong đỏ là học sinh mà chuẩn bị đi đá banh nắng. Chuẩn bị đi đá banh thì nếu mà đang đỏ mà đi đá banh thì vậy em cho khách ngưng đi. Nếu chuẩn bị đi đá banh ngưng đi, ngưng vài bữa đi em. Tại vì nếu mà da đang đỏ mà ra nắng trực tiếp không tốt đâu. Xin kêu cảm ơn chị nha, không có gì. Thẻ tim thẻ.
Hẳn là quên em rồi, đâu có thiện mắng cái tên của em chị không quên được đâu. Chị Kỳ nói với em xài kem này 2 lần trên ngày, da đang xài kem thì xài 400 hộp đó chị Kỳ vấn. À, nếu tại vì chắc có thể là chị Kỳ tư vấn cái đó, nhiều khi là chị Kỳ có thể là tiết kiệm cho em chẳng hạn. Có thể là chị Kỳ tiết kiệm cho em đó, chứ còn nếu mà em mà xài mà đầy đủ á thì em sẽ xài là nguyên cái bộ ba đó, tinh dầu mặt nạ nữa, em đắp tinh dầu mặt nạ thì cái tinh dầu và mặt nạ đó nó cung cấp cho mình dưỡng thêm dưỡng chất với độ ẩm. Bót thấy comment em không bót. Lại Thẩm ơi, nếu mà chị chưa trả lời em comment lại giúp chị nha, tại vì chị kéo lên chị sợ chị không thấy. Chào chị bót đẹp gái, chào em đi chị. Hai nhóc xu à, các bạn hệ thống mình nè, chị cho các bạn livestream tư vấn khách xe, livestream comment đón số là để là tạo cái sự thu hút cho Facebook của các bạn, để là tăng cái lượt theo dõi Facebook các bạn, để mà mình có thể tiếp cận được khách hàng. Thì chị là người hỗ trợ luôn quà cho các bạn tặng, mà các bạn chị thấy các bạn cũng không có like gì hết, còn khách hàng thì không mất gì hết, khách hàng chỉ việc được nhận và free về xài thôi. Chị Hoàng hết công nhận em không? Đây là chuyện nhà của hai chị em nha. Cuối cùng em cũng lăn lê bò lết trong 3 tháng để lên được đại lý rồi nha bot, như vậy có được rồi. Nói chung là thành quả nào cũng có sự cố gắng trong đó hết. Thì bạn nào mà cố gắng thì chị nói chung là chị rất là vui và chúc mừng em nhé Lê Ngân, cố gắng phát triển hơn nữa. Tại vì nhiều lúc á, mình cảm thấy nhiều cái mình chưa có thật sự cố gắng, chưa thật sự tâm huyết, chưa thật sự tập trung thì cái kết quả nó mang lại cũng sẽ không có tích cực như mình. Nói chung là cái gì cũng vậy, mình cần phải có sự đầu tư. Thì mai mốt chị sẽ chia sẻ cho các em một cái bài mà kinh nghiệm. Thì cái bài này nói chung là rất là hữu ích cho các em. Chị đã soạn nó sẵn rồi. Em xài xong rồi, giờ sức mở chân được không chị? À, heo baby ơi, em sức mở chân để em muốn sức đó để có tác dụng gì em? Công dụng gì? Chào Trang xinh đẹp hai, chào Trinh Phan lâu quá không gặp Trinh. Bót xinh đẹp quá à. Cảm ơn Hoa Hồng Xanh nhé. Ủa mà em cũng thương gặp chị mà. Ok bót. Hai Thanh Thiện. Trái tim băng giá bót ơi. Ừ em, trái tim băng giá chị đây. Hi hi vui quá. Thấy em rồi nè. Nhóc xu thấy em rồi. Hai em nữa nè. Không biết mấy giờ rồi mọi người ơi. À, để mình thôi mình cứ nói chuyện thêm đi, rồi các bạn hãy share comment đi để mà mình sẽ đón số nha. Hôm nay các bạn muốn chị tặng gì nè? Share live stream đi mọi người ơi, share mạnh lên nào. Trúc Nhã với da nổi gân à, gì máu sử dụng được không chị? Da nổi gân máu à, thì được em, nói chung là được, nhưng mà những da này em cho bôi một ngày một lần thật mỏng hoặc là 2 ngày một lần cũng được,
Mới bắt đầu mình cho sử dụng ít ít mỏng mỏng từ từ trước đã. Với lại những bạn mà tư vấn khách á, về các bạn đừng có cho khách bôi một ngày 3-4 lần liền nha các bạn. Các bạn cứ cho khách bôi từ từ một ngày một lần thật mỏng, giống như ở trên hướng dẫn sử dụng của chị đó. Đầu tiên mình sẽ cho bôi một ngày một lần thật mỏng để mà xem da khách cái độ kích ứng với thuốc như thế nào đã. Nếu mà da khách nhanh hấp thụ thì mình cho bôi một ngày một lần mỏng, còn nếu mà da khách chưa có hiện tượng gì thì mình tăng lên 3-4 lần trên một ngày. Ngắm bên mày không chán. Hoa Lê, thank you em nhé. Hôm nào em live stream đi rồi chị cũng ngắm em nha. Đầu tháng 11 em vào Sài Gòn gặp chị nhé, ngưỡng mộ chị lắm. Nói chung là chị cũng đang rất là nôn, rất là hồi hộp, đang rất là muốn gặp mọi người rồi đây. Không hiểu sao hay bị chảy nước mũi quá. Tháng 11 còn 2 tháng nữa. Đang rất là mong gặp mọi người, rất là mong gặp các tình yêu của chị. Nhiều lúc nói thật không phải là nịnh hay gì nha, nhiều lúc tâm trạng của chị á, buồn hoặc là vui hoặc là gì á, là cũng là do hệ thống, do các em. Nhiều lúc các em làm cho tâm trạng chị vui, nhiều lúc các em làm cho tâm trạng chị buồn. Giống như cuộc sống này giờ phụ thuộc, không phải phụ thuộc mà giống như cuộc sống như này giờ chị sống vì hệ thống thôi. Chị vậy không biết có ai thương chị không nữa. Chị thương mọi người mà chị không biết mọi người có thương chị không. Nhiều lúc mọi người nghĩ là chị phân biệt đối xử nè, chị thiên vị, chị thương người kia hơn, thương người nọ hơn, nhưng mà thật ra không có. Bạn nào mà bán sản phẩm bên Thanh Trang thì nói chung là bạn đó, hoặc là khách Thanh Trang thì bạn đó, những bạn mà nói chuyện đàng hoàng, nói chung là không có kiểu mà láo láo á, thì chị đều thương hết. Chứ không có người nào mà nhiều bạn nghĩ là chị thương bên kia hơn, thương bên nọ hơn, nhưng mà không không có chuyện đó. Dạ 2 tháng nữa trong lắm nhóc xu, chị cũng trong lắm. À các bạn ơi, bạn nào là sĩ nè, chi nhánh nè mà các bạn cảm thấy các bạn bán được ha, các bạn lên đại lý đi. Trong tháng này đi, cuối tháng cũng được, các bạn lên đại lý rồi đến các bạn để các boss chốt danh sách lại, chốt cái danh sách tham dự event để mà chị chị còn đặt tiệc đó. Chị đặt tiệc rồi, nếu mà có phát sinh chị sẽ đặt đặt xe cua đó để có phát sinh thêm. Nói chung là các bạn lên đại lý trước tháng 11, các bạn nhớ nói post các bạn bổ sung danh sách cho chị nha. Bữa nay em bôi thuốc mụn lại, mỗi lần tắm xong nó nóng bừng mặt đỏ au luôn, có cách này. Ồ, Nguyễn Thị Vân Anh, mỗi lần khách bôi thuốc lại, nói chung mỗi lần các em hướng dẫn khách hoặc là những bạn đang là khách của chị nè, chị hướng dẫn luôn, ai mà muốn bôi thuốc lại bôi một ngày một lần thật là mỏng thôi nha, một ngày một lần thật mỏng trước đã, lướt qua luôn, chứ da mình đã thấm thuốc rồi, giờ mình bôi lại nó nhanh thấm lắm, nhanh có tác dụng, cho nên là mình bôi ngày một lần thật mỏng. Bây giờ da đỏ em lấy 2 giọt sữa chua không đường nha, 2 giọt chanh tươi với lại sữa chua không đường em đắp nha. Cái bàn này nó cũng không có để cái đồ hết điện thoại được, cái giá để điện thoại nó cũng không để được.